Giai đoạn 2018-2023, thành phố Cần Thơ có hơn 295.700 lượt nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có hơn 47.000 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp để phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt hiệu quả cao, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tập quấn khoa học kỹ thuật công nghệ mới, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn giống dây ưu đải. Trong giai đoạn 2018-2023, các cấp hội đã phối hợp tổ chức trên 12.500 cuộc tập quấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 376.300 lượt hộ nông dân, hơn 6.000 cuộc hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình với trên 200.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, các cấp hội vận động tăng trưởng nguồn giống quỹ hỗ trợ nông dân thành phố hơn 21 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn hơn 41 tỷ đồng. Hiện nay các cấp hội cho dây tại 195 dự án với gần 2.000 hộ hội viên nông dân.